Vâng, em trai Hồng Lê tự gỗ xưởng Nguyễn Hồng. Chào toàn thể các bác nhà mình. Và đây là một video cực kỳ đặc biệt. Cực kỳ đặc biệt các bác nhá. Đây là một video mà em trai sẽ giới thiệu tới toàn thể các bác nhà mình. 10 tác phẩm cóc đỉnh cao số 1 Việt Nam. Vâng, to có, nhỏ có và từ các loại chất liệu gỗ khác nhau. Và đây là một video em nhắc lại một lần nữa hết sức đặc biệt. Rất nhiều tác phẩm cụ cóc thiềm thừ to, nhỏ có rất nhiều kích thước để các bác có thể chiêm ngưỡng và cân nhắc để sở hữu tác phẩm. Và ngay đây là tác phẩm số 1, một tác phẩm đến từ chất liệu gỗ Ngọc Am. Và phôi gỗ để hoàn thiện tác phẩm này là gần 4 tạ. Và như các bác đang nhìn thấy đấy ạ, siêu to, siêu khổng lồ. Đấy, em sẽ đưa cái đồng tiền ra đây các bác nhìn thấy đây. Một tay em không thể cầm cạn hết cỡ cái đồng tiền mà em đang phải hơi gà gá một chút thôi để nếu mà ấy là nó trượt ra ngay. Đấy, và đây là đồng tiền làm hai mặt sắc nét tỉ mỉ tròn trịa đẹp luôn. Và tác phẩm này thì cái phôi đấy các bác thấy cái phôi như vậy rồi. Còn kích thước của tác phẩm là chờ em một chút nhá. Đấy, để em chạy đây. Đấy, kích thước ở phía đằng này. Tác phẩm này cao là 74. Đấy, một cụ thềm thừ cao 74 và chiều ngang là 90, chiều sâu 90, cao không kỷ là 63. Gỗ Ngọc Am. Đấy, và tác phẩm này là mã số 1. Các bác nào mà mong muốn sở hữu tác phẩm thì nhớ là mã số 1 các bác nhá. Và tổng quan tác phẩm này các bác nhìn thấy đấy, đây là một tác phẩm làm siêu kỹ, di sần toàn thân, ánh mắt có hồn và mắt được lắp một cái đôi mắt nhìn rất là sáng, rất là đẹp. Và tác phẩm này thì các bác nhìn thấy đây phần móng chân nhá. Ở nãy các bác có xem qua rồi thì ở đây chúng ta nhìn thấy móng chân này, em đưa được cả hai ngón tay vào đây. Đấy, và móng chân làm cong rất là đẹp. Phần dây tiền vàng quấn vào đây này. Và xung quanh thì chúng ta nhìn thấy cụ thiềm thừ, đấy, lúc nào cũng có hai cái dây tiền vàng ở hai bên. Và bên này có một cái khánh nữa, lắp phần đá đỏ vào đây, nhìn rất là mê ly luôn. Bác nào mà đã theo dõi Nguyễn Hồng thì cũng thấy được những video trong quá trình hoàn thiện tác phẩm. Đấy, và đây là mặt bên trái. Còn mặt bên phải thì cũng giống mặt bên trái, không khác gì nhau cả, đục đều rất là sắc nét. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Đấy, đây đây em ơi, đây chỗ này. Những đồng tiền vàng phía dưới đây làm rất là tròn trịa các bác nhìn thấy này. Và rất là to, ở đây thêm một cái bát vàng nữa. Và với nghĩa phong thủy là chiêu hút tài lộc rồi. Đấy. Và đây là phần móng chân ở phía sau các bác nhìn thấy này. Chân trước và chân sau, móng đều làm đều nhau, rất là đẹp, tươi đẹp luôn. Và mời các bác chiêm ngưỡng phần lưng của cụ thiềm thừ. Đấy, đây là phần lưng các bác nhá. Và để di chuyển một tác phẩm như thế này thì chúng ta phải có ít nhất là 4 đến 5 người, phải 5 người trở lên thì chúng ta mới di chuyển được tác phẩm này. Và hiện tại thì em đã làm sẵn một cái kỷ nỉ đỏ để các bác có thể trưng bày. Và nếu mà có dịp các bác nào đến để chiêm ngưỡng một cách trực tiếp một tác phẩm như này thì nó gọi là tuyệt vời. Cái dây tiền các bác nhìn thấy không? Độ xoắn này, đẹp hơn cả bên ngoài. Đấy, đẹp hơn một cái dây thật luôn. Đều tơi rất là đẹp. Đấy, trên đây là gắn đấy chòm sao thất tinh bắc đẩu. Những viên đá màu tím càng làm nổi bật thêm tác phẩm. Vâng, và tác phẩm này là mã số 1, tác phẩm siêu to, siêu khổng lồ, chất liệu gỗ Ngọc Am và cao là 74, ngang 90, sâu 90. Đấy, và tác phẩm này chỉ có mấy chục triệu thôi nha các bác nhá. Mấy chục triệu thôi các bác đã sở hữu một tác phẩm siêu to, siêu khổng lồ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tác phẩm số 2. Đây là tác phẩm mã số 2 cũng đến từ chất liệu gỗ Ngọc Am nhưng mà có một cái tạo hình khác hơn một chút. Khác hơn một chút các bác nhá. Phía trước ở tác phẩm mã số 1 có một cái bát vàng ở đây. Thì ở đây cũng có, nhưng mà khác. Đó là đây có thêm một chiếc gậy như ý nữa. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Gậy như ý làm rất là đẹp. Hai đầu đều gắn đá. Đó, các bác nhìn thấy và đánh sần này. Đấy, đánh sần sắc nét chưa? Nổi bật, sắc nét, mềm mại, hài hòa, cân đối. Và tác phẩm này là mã số 2. Với chiều cao là 62, chiều ngang 92 và chiều sâu của tác phẩm là 79. Tác phẩm này thì có giá là 48 triệu các bác nhá. Và tất nhiên với một tác phẩm siêu VIP, siêu đỉnh cao như thế này, thần thái này và cái đồng tiền nhỏ hơn đồng tiền của tác phẩm số 1 một chút thôi, nhưng mà cũng rất là to và gỗ Ngọc Am đang rất là thơm, ánh mắt có hồn. Và sang bên này chúng ta nhìn thấy cũng là một cái dây tiền vàng và một cái khánh. Các bác nhìn thấy chưa? Em phải đặt hai tay vào này. Đó, và độ tươi các bác nhìn thấy. Đấy, độ tươi. Phần phía dưới này chúng ta nhìn thấy. Và ở phía dưới thì sẽ là những cái phần đồng tiền này. Đấy, cụ thiềm thừ đang chấn trên một núi tiền vàng. Những đồng tiền chặt tỉa châm rất là đều. Một cái bát vàng và đây là những cái phần nấm linh chi.
Bác nhìn thấy đục tươi và đánh sần này, rất là già, rất là đẹp, và phần chân nữa, móng chân nữa. Một điều phải nói là quá tuyệt vời, siêu to, siêu đẹp. Và tác phẩm này cũng có sẵn một cái kỷ niệm đỏ luôn cho các bác. Dây tiền vàng, các bác nhìn thấy, và ánh mắt này. Ấy, tuyệt vời luôn. Ánh mắt dữ dằn, giữ tài, giữ tiền vàng và chiêu tài hút lộc. Và chia sẻ lại với các bác nhà mình, đây là một tác phẩm gỗ Ngọc Am với kích thước là cao là 62, chiều ngang là 90 và chiều sâu của tác phẩm là 79. Tác phẩm này thì mã số 2 và có giá là 48 triệu đồng, là bên em cũng bao vận chuyển luôn cho các bác nhà mình. Một tác phẩm đỉnh cao như thế này. Và sang tới một tác phẩm nữa, ấy là tác phẩm số 3. Mã số 3 cũng đến từ chất liệu gỗ Ngọc Am. Đấy, cũng đến từ chất liệu gỗ Ngọc Am, như đây là tác phẩm cực kỳ đỉnh cao. Nó vượt ngoài cái tầm những tác phẩm gọi là đỉnh cao rồi, đây đỉnh của đỉnh cao. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đó là gì? Đó là ánh mắt có hồn. Đó là cái độ di sần, độ tỉ mỉ tới từng chi tiết nhỏ một. Đấy, và một cái điều nữa, một cái điều mà thực sự, đó là ánh mắt không thể nào khác đi được. Những bác nào mà đã sở hữu những tác phẩm thiền thư của Nguyễn Hồng rồi thì đều hiểu đó là cái hồn của tác phẩm. Đó là cái hồn thổi vào tác phẩm, đó là đôi mắt. Vâng, và chúng ta cùng chiêm ngưỡng những chi tiết nhỏ của tác phẩm gỗ thiền thư mã số 3 này ạ. Đấy, móng chân này các bác nhìn này, phần móng chân này nó gọi là đỉnh cao của đỉnh cao rồi. Và phần di trần cũng khác hoàn toàn với những tác phẩm bình thường, những tác phẩm đỉnh cao khác. Đây là đỉnh cao đỉnh cao, di sần, và mời các bác chiêm ngưỡng phần di sần. Đấy, em sẽ quay sát lại gần cho các bác chiêm ngưỡng phần di sần này. Đấy, để di sần được như thế này tốn rất nhiều công, rất rất nhiều công các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thấy, mà rất nhiều anh em cũng học rồi nhưng không thể làm được. Và sang cái sợi dây tiền vàng các bác nhìn này. Đấy, những phần thắt nút này nó cũng khác biệt hoàn toàn. Sợi dây này các bác nhìn thấy này, tròn trịa, độ xoắn, và khi mà nhìn vào chúng ta thấy được cái độ mềm mại, nó chân thực, nó hơn cả sự chân thực, hơn cả sự chân thực, nó quá đẹp, quá mềm, em không biết dùng từ gì để diễn tả tác phẩm này. Đấy, và đây là mặt phía sau của tác phẩm, các bác có thể nhìn thấy cái độ hài hòa, cân đối của tác phẩm. Tác phẩm này mã số 3, cao 48, ngang 79 và sâu là 73. Rất nhiều bác đã sở hữu như tác phẩm cụ thiền thư như thế này. Đấy, nhưng mà kích thước nhỏ hơn. Và ngày hôm nay đây là một tác phẩm cụ thiền thư đỉnh cao, đấy, top 1 Việt Nam. Và đây chúng ta nhìn thấy này, đấy, một cái quả chum. Và đây chúng ta nhìn thấy ở xuống cái chỗ này, chúng ta nhìn thấy sợi dây tiền vàng, nhìn nó rất là sinh động. Chúng ta nhìn vào, chúng ta cảm giác cái sự sống động đấy, nó như là đang chuyển động, như là một bức tranh nhưng mà lại động. Và những chi tiết nhỏ khác, đồng tiền này, đấy, nấm linh chi. Nấm linh chi ở phần này các bác nhìn thấy nó cũng khác hoàn toàn với những tác phẩm đỉnh cao, vì đây là tác phẩm đỉnh của đỉnh rồi. Đấy, và móng chân nữa, các bác nhìn thấy đấy ạ. Một tác phẩm tuyệt vời như thế này. Vâng, cao là 48, ngang 79 và sâu là 73. Và tác phẩm mã số 3 này có giá là 55 triệu đồng cho một siêu phẩm. Nếu mà sở hữu tác phẩm này, đã có em một anh trai ở Sài Gòn ấy đã sở hữu một tác phẩm đỉnh cao, siêu đỉnh như thế này rồi, nhưng mà chất liệu khác ấy, và kích thước thì cũng khác nữa. Khi mà anh nhận tác phẩm thì anh có chia sẻ với các em Nguyễn Hồng, đấy là một cảm xúc nó rất khó diễn tả, không thể diễn tả bằng lời được. Đó là cái cảm nhận. Vâng, và chúng ta sẽ đến với tác phẩm số 3, số 4 nhá. Tác phẩm số 4 vẫn là một tác phẩm đỉnh cao nữa, và tác phẩm này chúng ta sẽ đến với những tác phẩm nhỏ hơn. Nhỏ hơn, và tác phẩm này chất liệu là gỗ hương ta, hương Gia Lai. Vâng, tác phẩm này các bác nhìn thấy đấy ạ. Đồng tiền em cầm được trong lòng bàn tay rồi. Ấy, nhưng mà độ tỉ mỉ, độ kỹ thì vẫn không kém cạnh gì với những tác phẩm 5-70 triệu cả. Vẫn làm rất là kỹ, chẳng qua là kích thước nhỏ hơn một chút thôi. Ấy, và tác phẩm này sợi dây tiền vàng. Đấy, các bác nhìn thấy này, sợi dây tiền vàng cũng vẫn tơi ra, vẫn rất là gênh bong, ánh mắt vẫn hút hồn. Ấy, và đây chúng ta nhìn thấy này, ở tác phẩm này thì gắn cái phần đá màu vàng ở trên hai đầu gậy như ý. Đó, các bác nhìn thấy ạ. Ở phía trước là có một cái sợi dây để buộc cái chỉnh vàng này lại, giữ cái tiền vàng này lại cho gia chủ. Vâng, đây là em mới đặt tạm mà thôi, em chưa gắn nha các bác nhá. Mới đặt tạm mà thôi, khi nào gửi đi em sẽ gắn. Và tác phẩm gỗ ông ta này là mã số 4, cao là 46, ngang 58 và chiều sâu của tác phẩm là 43.
và không kỷ là cao là 34, và tác phẩm này có giá là 14.500.000 đồng. Đấy, là em bao vận chuyển và tặng kèm luôn cho các bác một cái kỷ nỉ đỏ như này. Móng chân và tác phẩm này đục thêm những bông hoa cúc này, các bác nhìn thấy những bông hoa cúc là đục thêm đây nhá, đó rất là tuyệt vời. Và đây nữa, đây là những phần cái phần đầu gậy như ý, các bác nhìn thấy đấy, đẹp chưa, tròn trịa và châm những phần châm tỉa này. Gỗ hương ta mã số 4, cao 46, ngang 58 và sâu là 43. Quá đẹp luôn. Và chúng ta đến với một tác phẩm tiếp theo nữa, cũng là chất liệu gỗ hương ta, nhưng mà tác phẩm này chốt rồi các bác ạ, tiện đềm giới thiệu luôn với các bác. Đấy, mã số 5, tác phẩm này thì có một anh trai chốt rồi, cũng cặp rồi. Đấy, tác phẩm này thì cũng kích thước tương tự như tác phẩm khi nãy, to hơn một chút, to hơn một chút các bác nhá. Đấy, cũng là những cái độ tơi, những tác phẩm ngày hôm nay các bác được chiêm ngưỡng, những tác phẩm đỉnh cao. Đấy, di sần này các bác nhìn thấy chưa, di sần rất là kỹ, móng chân này. Đấy, bệ đế đẹp và chất gỗ là gỗ hàng đe luôn, đẹp luôn các bác nhá. Đó, một tác phẩm này đây đục thêm một rơi nữa, chiêu hút thêm tài lộc nữa cho gia chủ. Vâng, và tiếp theo chúng ta đến với một tác phẩm cũng là gỗ ông ta, nhưng mà đục trên thế gỗ là khác một chút. Đấy, không phải là hàng đe 100%, có những chỗ lồi, chỗ lõm. Và tác phẩm này sắc nét, độ di sần đỉnh cao, ánh mắt hút hồn, có cái sức mạnh ở đấy. Và tác phẩm này mã số 6, cao 38, ngang 65 và sâu là 44. Mã số 6 các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Sợi dây tiền vàng vẫn mềm mại. Đấy, vẫn mềm mại. Độ di sần vẫn rất tinh xảo. Nấm ở phía dưới làm cũng vẫn rất là kỹ. Đấy, và cái quả chân phía sau rất có nhiều bác mà khi mà chiêm ngưỡng những tác phẩm thiềm thừ của Nguyễn Hồng thì bảo là ôi dồi ôi, anh đam mê nhất những cái quả chân sau này. Nó cảm giác khi nhìn vào nó có một cái gì đấy, có một cái sức cuốn hút, đó là sự nuột nà, đấy là cái cơ bắp nổi lên, đấy là cái sức mạnh, nó giống như là tạo ra cái sức bật ấy để đem lại cái tài lộc cho gia chủ, bật đi để kiếm tiền. Đấy, sức mạnh tiềm ẩn và tất cả những đường nét tạo lên tác phẩm tuyệt vời. Cao 38, ngang 65, sâu là 44. Và tác phẩm này là 19 triệu này, bao luôn cả vận chuyển cho các bác nhá. Tác phẩm này thì không có kèm kỷ. Đôi mắt, vâng, đó là đôi mắt, đó là cửa sổ của tâm hồn. Vâng, các bác nhìn thấy chưa? Ánh mắt hút hồn chưa? Ánh mắt mang cái sức mạnh quá tuyệt vời. Và sang tác phẩm mã số 7, một tác phẩm gỗ hương ta. Tác phẩm này thì nhỏ hơn các tác phẩm đầu tiên, nhỏ hơn một chút, nhỏ hơn một chút thôi các bác nhá. Nhỏ hơn một chút thôi. Vâng, đây, đấy. Các bạn nhìn thấy lỗ mũi làm hào cân đối và độ di sần nữa, ánh mắt nữa cũng vẫn không kém đi được cái phần long trọng, độ tỉ mỉ sợi dây tiền vàng các bạn nhìn này. Đấy, vẫn rất là mềm mại luôn. Và tác phẩm này thì với kích thước của tác phẩm là chiều cao là 38, chiều ngang là 46 và sâu là 36. Không kỷ, không. Ừ, tác phẩm này không có kỷ. Tác phẩm này không có kỷ các bác nhá. Và tác phẩm này mã số 7 chỉ có 12 triệu đồng thôi. Chỉ có 12 triệu đồng, các bác nhìn cái khánh nhé. Đấy, gắn một viên hồng ngọc vào đây nữa, nhìn mê ly luôn. Đấy, mê ly luôn, cao 38, ngang 46 và sâu là 36. Vâng, và em trai chia sẻ lại một chút, đó là em trai là Hồng Lê. Em trai Hồng Lê, bên tượng gỗ xưởng Nguyễn Hồng, ở một cái làng nghề rất là nổi tiếng, đó là làng nghề Đông Giao, chuyên điêu khắc các tác phẩm đồ gỗ mỹ nghệ từ chất liệu gỗ gốc cây quý hiếm. Và như vừa rồi các bác đã được chiêm ngưỡng những tác phẩm đến từ chất liệu gỗ Ngọc Am, gỗ hương ta, kích thước to có, nhỏ có, siêu to có, và những tác phẩm tầm trung cũng có. Và bây giờ chúng ta đến với một bộ đôi đến từ chất liệu gỗ đen xì. Là gỗ gì đấy ạ? Một chất liệu gỗ cực kỳ quý hiếm. Các cụ đã nói là đen như mun. Thì ngày hôm nay chúng ta được chiêm ngưỡng một cặp đôi tác phẩm đen như mun này. Tại sao lại có hai tác phẩm như này? Chia sẻ các bác là em mua được một cái khúc gỗ, thì khi đấy thì vừa đủ để cắt ra làm hai tác phẩm, thì làm luôn một phát luôn hai tác phẩm. Và chúng ta nhìn thấy cái màu sắc huyền bí chưa? Đấy, một cái màu sắc huyền bí của cụ thiềm thư gỗ mun sừng. Và tác phẩm này vừa rồi em cũng giao lưu được khá là nhiều những tác phẩm hoàn thiện xong. Và đây thì có hai cái tạo hình khác nhau, hai cụ thiềm thư nhưng mà tạo hình khác nhau. Đấy, em ra xa một chút để cho các bác nhìn thấy. Đấy, cái giống nhau ở đây là gì? Đó là hai tác phẩm này đều màu đen, đều đến từ mun sừng. Đấy, và kích thước thì gần tương đồng nhau.
Và cái khác nhau chính là cái tạo hình. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy ở phía trước của tác phẩm này thì là một chiếc gậy như ý này. Và phía trước là một cái chĩnh vàng, có sợi dây thắt cái chĩnh vàng này lại, giữ tiền vàng lại, hai đầu gắn đá hồng ngọc. Còn ở bên này thì chúng ta nhìn thấy ở đây là tạo hình là một cái bát vàng, và đây là một cái củ nhân sâm. Đấy, củ nhân sâm dễ rước lua tua ra, và đây có cả hoa luôn rồi, rất là tuyệt vời. Và tất nhiên là với những tác phẩm đỉnh cao như này đều là đục tứ diện, đều đục tứ diện. Và đây có một cái điểm nữa ấy, chòm sao thất tinh bắt đầu ở trên lưng của cụ Thiền Từ, bên em gắn lên cái phần đá màu hồng này, đấy, màu đỏ, màu ngọc đấy. Khi mà như này chúng ta nhìn thấy vào với cái chất gỗ màu đen nữa thì tác phẩm này sẽ nổi lên, nổi bật hẳn lên cái phần chòm sao thất tinh bắt đầu ấy. Các bác nhìn thấy, và gỗ mun thì rất quý hiếm rồi ấy. Em sẽ quay sát lại gần một chút nữa xuống cho các bác chiêm ngưỡng phần đế này. Cụ đang ngồi trên rất nhiều những đồng tiền vàng và những bông hoa cúc, các bác nhìn thấy không? Tỉa rất là kỹ, rất là tỉ mỉ. Và móng chân, tất nhiên là với những tác phẩm đỉnh cao này thì móng chân lúc nào cũng nét nè rồi. Hai tác phẩm này là mã số 8 và mã số 9. Và kích thước là cao là 29, ngang 38 và sâu là 25. Cao kích thước ở hai tác phẩm nó sẽ tương đồng nhau. Tác phẩm mã số 8 là cao 30 và chiều ngang là 40, sâu là 27. Hai tác phẩm này thì đều có giá là 12,5 triệu đồng nhé các bác nhé. 12,5 triệu đồng cho một tác phẩm và tặng kèm luôn cái quả kỷ này. Và vừa rồi các bác đã được chiêm ngưỡng tới 9 tác phẩm. 9 tác phẩm cụ Thiền Từ đỉnh cao thuộc top 1 Việt Nam. Và các bác nãy giờ em quên mất là các bác thấy tác phẩm đẹp thì nhớ là cho em trai Hồng Lê bên tượng gỗ xưởng Nguyễn Hồng xin một nút like. Đấy, rất nhiều tác phẩm, rất nhiều tác phẩm, và tất cả đều là những tác phẩm tâm huyết của bên em. Và bây giờ chúng ta đến với chùm cuối, một tác phẩm siêu siêu to luôn, cực kỳ to luôn. Vâng, đây rồi, một tác phẩm quá là to, to nhất, chùm cuối luôn, to nhất. Và tác phẩm này chất liệu gỗ chắc các bác nhá. Hiện tại là em đang đặt lên trên cái kỷ này, đặt tạm luôn các bác nhá, đặt tạm thôi. Cái kỷ này là em không phải là kỷ của tác phẩm này. Và các bác cho em hỏi tác phẩm này có to không ạ? Đấy, màu của gỗ chắc thì rất là đặc trưng rồi. Vâng, và tác phẩm này thì với chiều cao là 55, chiều ngang là 1m15 và sâu là 1m05. Cả kỷ là cao là không kỷ là cao 80, cả kỷ là cao 86 các bác nhá. Và tác phẩm này là 65 triệu. Đấy. Và bác nào mà mong muốn chiêm ngưỡng kỹ hơn thì có thể kết nối với bên em. Đấy, bên em sẽ gửi thêm hình ảnh video để cho các bác ngắm một cách kỹ hơn. Đấy, mắt đây này em gắn tạm thôi các bác nhá. Đồng tiền cũng rất là to. Đó. Vâng, và vừa rồi các bác đã được chiêm ngưỡng 10 tác phẩm Thiền Từ đỉnh cao mà tượng gỗ Nguyễn Hồng đã điêu khắc ra. Và rất nhiều bác có chia sẻ lại với bên em khi nhận những tác phẩm Thiền Từ, và có những bác mà chưa giao lưu những tác phẩm Thiền Từ, có giao lưu những tác phẩm khác, và cũng có những cái chia sẻ đó là bảo là Thiền Từ bên em là rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Nhưng mà cái đó là một điều rất là tuyệt vời đối với bên em để có thêm động lực làm ra nhiều hơn những tác phẩm đẹp hơn nữa. Nhưng mà không phải vì như thế mà bên em dừng lại. Đấy, là mình vẫn luôn cố gắng, mỗi tác phẩm mình làm ra mình sẽ hoàn thiện trau chuốt thật là kỹ để những tác phẩm như cái lòng tin của các bác đã dành cho tượng gỗ xưởng Nguyễn Hồng bên em, thì sẽ có những cái mà bên em làm ra và trao đi nó đúng với cái giá trị. Đó là một điều tuyệt vời, nó đúng với cái lòng tin của các bác đã dành cho bên em. Và một lần nữa, bác nào mà chưa đăng ký kênh tượng gỗ xưởng Nguyễn Hồng của bên em thì nhớ là nhấn vào cái nút đăng ký và kích vào cái hình quả chuông để cập nhật những video mới nhất về những tác phẩm mới nhất mà bên em liên tục hoàn thiện ra. Và một điều nữa đó là các bác đừng quên, đó là cho em trai xin một nút like để ủng hộ cho Nguyễn Hồng. Đó là cái vuốt cái chạm không mất gì cả, nhưng mà nó giống như là một lời khen, một cái lời động viên để cho bên em làm ra nhiều hơn những tác phẩm tuyệt vời hơn nữa. Và bây giờ thì có lẽ là em xin phép kết thúc cái video giới thiệu 10 tác phẩm cụ Thiền Từ đỉnh cao ở đây. Và các bác nhớ là chia sẻ video này nhá. Xin chào toàn thể các bác nhà mình ạ.